Anh tên là Nguyễn Trọng Thơ, anh là founder của INET và Unica. Thì trong suốt hơn 18 năm kinh doanh thì anh thấy là cái phần tài chính rất là quan trọng. Đấy, thì đầu tiên là với những người kinh doanh thì tài chính thì nó giúp cho chúng ta có cơ hội để chúng ta phát triển công việc kinh doanh của mình, đúng không? Chúng ta muốn nhập hàng phải cần tài chính, chúng ta bán hàng thì chúng ta cũng phải có vấn đề là quản lý tài chính, dòng tiền của mình như thế nào. Hay là khi chúng ta kinh doanh chúng ta có tiền rồi thì chúng ta cũng sẽ phải quản trị cái tài chính của mình như nào. Chúng ta không phải chỉ đi gửi tiền ngân hàng hay là chúng ta mang về để tiêu, mà chúng ta phải nghĩ được phương án là làm sao để tiền đẻ ra tiền, hay là chúng ta cũng phải nghĩ được phương án là làm sao để mở rộng quy mô của chúng ta lên, hay là đầu tư vào những cái hoạt động khác. Thì cái khâu tài chính là rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể là mở rộng hoạt động kinh doanh lên. Anh cũng đã học một số cái chương trình về quản trị tài chính cũng như là về M&A trước đây, thì nhưng mà khi mà tham dự cái chương trình này ấy, thì anh thấy là nó rất là thực tế với những gì mình đang kinh doanh, đặc biệt là những đúng là những cái anh đang cần. Hiện nay thì với những cái công ty mà anh đang vận hành như là về INET hay là Unica hay là một công ty về các sở công nghệ, thì anh đang cần một cái giải pháp làm sao để mình có thể là huy động vốn được các nhà đầu tư, làm sao mình có thể mở rộng kinh doanh. Nếu mà mình dùng tiền của mình ấy, để mà tái đầu tư để mở rộng kinh doanh thì nó rất là chậm. Thông qua việc mà anh học được cái cách cơ cấu vốn thì có thể là huy động từ những nhà đầu tư. Đầu tiên là mình biết được rằng là cái mô hình cái cơ cấu vốn mình là gì. Thứ hai là mình biết được rằng là nên huy động từ ai, từ những cái người trực tiếp làm với mình, từ những cái người mà có mối quan hệ làm ăn với mình, từ nhà cung cấp hay là từ nhà phân phối chẳng hạn. Thì đấy là những cái rất là thực tế. Và những cái gì mà anh Trung chia sẻ trong chương trình thì thứ nhất là thực tế, thứ hai là rất là dễ áp dụng, và thứ ba là đúng cái, là cái đang cần, thì là anh học anh cảm giác rất là tâm đắc. Anh Trung thì anh cũng đã biết từ nhiều năm nay rồi và cũng đã nhiều lần hẹn để được học trực tiếp, nhưng mà rất là may mắn sau nhiều năm chờ đợi thì bây giờ đã được học. Thì anh Trung là người làm rất là thực tế, là có một là nghiên cứu rất là sâu, thứ hai là có những cái trải nghiệm và đã có những cái sự gọi là tư vấn cho nhiều đơn vị rồi, cho nên là những gì mà anh ấy chia sẻ trong chương trình đều là những cái gọi là rất là thiết thực. Đấy, và khi mình nghe những câu chuyện thực tế như vậy mình cảm thấy rất là ngập và rất là nhiệt tình khi mà giải đáp những câu hỏi của anh em, và rất là cảm ơn anh Trung đã chia sẻ rất tuyệt vời. Với anh Dũng thì anh Dũng hay là HBR thì cái hình ảnh mà tôi nhận được đó là sự chuyên nghiệp. Đấy, và cái quan trọng là cái sự đòi hỏi cái sự chất lượng cao. Đấy, HBR cũng như là các chương trình đào tạo do HBR tổ chức thì thường bao giờ có cái gọi là chuyên môn rất là cao. Thứ hai là khâu tổ chức rất là chuyên nghiệp. Đấy, và điều đó xuất phát từ cái gọi là cái mong muốn của anh Dũng, đó là luôn luôn đem lại những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, cho dù là những người quen biết hay là những người là khách hàng thì đều luôn luôn phục vụ với giá trị cao nhất. Thì đấy là điều rất tuyệt vời, và anh học được rất nhiều thứ từ anh Dũng. Đấy, để từ đó có thể là mình nâng cao những cái chất lượng và trải nghiệm của khách hàng các dịch vụ công ty của mình. Thì với mô hình mà HBR đang đi, một là xuất phát từ HBR cũng kết nối rất nhiều chuyên gia. Thì anh thấy là đây là mô hình rất là hay, và HBR có thể kết nối thêm nhiều chuyên gia hơn nữa. Và để thông qua cái môi trường HBR, HBR có vai trò giống như là một cái môi trường dành cho doanh nhân. Và HBR sẽ kết nối những cái doanh nhân, những cái người thành công với cả những cái doanh nhân khác, để từ đó sẽ tạo ra một cái môi trường học tập, và thông qua đó giúp cho cái việc là kinh doanh ở Việt Nam mình phát triển hơn. Và không chỉ phát triển cho các hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp ở Việt Nam, và HBR cũng có thể là mở rộng cái hoạt động của mình sang những thị trường quốc tế nữa. Và hy vọng là trong thời gian tới thì Unica, INET cũng như là HBR có thể là chúng ta sẽ đồng hành với nhau để cùng nhau lan tỏa những giá trị mà HBR đã đem lại cho cộng đồng và các doanh nhân ở Việt Nam.